thằng kia nghĩa nó bị xây xe, nó đi xe ô tô không được, mà vừa rồi bà con thấy là nó chở đi khách cái như là Cần Thơ để xuống đấy gọi là cái như là anh hải sản. Có nghĩa là bây giờ nó thật sự từ trước giờ mà không có anh hải sản, bây giờ cơ hội là chị nuôi gì cho chút hải sản là quên luôn, quên là mình xây xe luôn. Tôi cho lên xe mà live stream, lên xe mà nó thật sự quý bà con quay hình mà cái như là cái gì, cái gì mà nay mà mấy đứa trẻ 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 nó hay dùng tới, dùng app quay phim dùng app, cái mạch Úc Hà nó dùng app sao mà cái chuyện cái miệng quay sách của nó mà nó dùng app sao mà tốn ngay cái miệng quay sách liền quý vị, công nhận app hay thiệt. Cái mạch của nó nha, tự nhiên nó đang quay ở đây nó lướt qua cái lỗ sạc kỳ ta mới thấy cái miệng quay sách rõ rõ ràng ràng đây, mà tự nhiên là chớp mắt cái là cái là mất trắng rồi, bắt đầu tua lại cái clip á, tôi chua tua lại cái clip. Tôi thấy là đang dùng cái app, cái app này cũng hay đấy. Mà nó khổ cái mặt mập nó ra áp rồi, áp chẳng qua trong cái vấn đề TikTok thôi. Chu cha xây xe cái chi mà tôi nói với bà con mà nó đi 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 khắp tất cả các tỉnh miền Tây, lên xe Hiếu mà nó ngồi giống như là cái như là nó ngồi lì trên đó mà nó không chịu xuống xe mà xây xe bó tay bó chân mà vô vô quán cơm nghèo cơm hàng anh mới được. Đầu chớ chứ sau đi khám chớ đi chơi chim sâu đi khám là Khà có tiền quá vậy. Đi khám là khám free, khám là không đồng, mà Úc Hà nó lên nó chi cả tiền triệu đó. Mà chi tiền nhà nghỉ, chi tiền khách sạn, chi tiền khám đâu có tiền đâu. Bớt đi chứ, lên mà nó thật sự mà nó ma mị vậy là ai cũng biết đâu. Bà con đó nha, chia sẻ giúp tôi clip này để cho biết là Úc Hà nó là ai, nó làm thiện nguyện thế nào. Tôi thấy là cái cuộc chiến này cũng hơi lâu dài đâu quý vị, có nghĩa những con người họ còn có sĩ diện đó, mình nói một hai clip là họ banh liền họ tự họ sửa tự họ họ chùn bước. Mà những con người gọi là không còn cái sĩ diện, không còn cái liêm sĩ, cái lương tâm đã mất thì những con người đây phải là cuộc chiến lâu dài. Cứ tối tối là nó thật sự Úc Hà nó bảo rằng cái tối tối là em phải là tụng kinh hồi hướng công đức cho anh đời thường, thì tôi cũng vậy thôi. Tôi thì nó thật sự kinh mở là tôi không biết, là tôi không có rằng, nhưng tôi tối tôi cũng là cái như cũng lên là tua đôi ba bài giảng cũng để là hồi hướng công đức cho ông Hà, để cho nó quay đầu là bờ. Nhiều lúc mình nói đi thì nó quay đầu là bờ, nó cũng là tốt cho nó. Cứ lên đấy mà nói cái giọng trời ơi, tôi ghét nhất câu là hồi hướng công đức cho anh đời thường đó. Tôi nói bây giờ cái bản thân mày mày lo mà hồi hướng trước là chơi, thấy không? Thì mắc chi mày không hồi hướng cho mày cái lên công đức dân mạng bảo rằng hồi hướng công đức cho anh đời thường. Anh đời thường đâu có cần đâu quý bà con, thấy không? Anh đời thường sống không thẹn lương tâm, anh đời thường sống là nó thật sự đầu đội trời chân đặt đất được rồi. Chứ không có chơi kiểu mà nó thật sự ngày xưa Úc Hà đội cái như là đội khoai đội bắp đi bán để mà kiếm cuộc sống cho gia đình. Bây giờ là Úc Hà chơi cái kiểu là chấp nhận đội quần để mà cái như là lo cuộc sống của gia đình thì thâu thua, chơi kiểu đây rồi nó thật sự Úc Hà chơi quá lời. Bó tay bó chân vậy đó quý bà con, bây giờ lên nói là cái như là em thỉnh thoảng chớ chim sâu đi khám bệnh ông nội tôi phát hiện ra cái thẻ bảo hiểm như sau là tôi hết hồn hết vía liền. Phát hiện ra thẻ chim sâu là cái thẻ là cái được miễn phí 100% là nó thật sự quý bà con là tôi dịch mình Úc Hà luôn đấy. Tôi thấy là tôi sợ khủng khiếp, quá khủng khiếp luôn. Em bị bệnh cho nó cũng mong á trời Phật phù hộ độ cho em nó một ngày cho nó tỉnh lại, cho nó đừng có bệnh hoạn nữa, để cho nó sống, để nó nuôi cuộc đời của nó. Hàng đêm Úc Hà nó nằm nó lạy, nó nằm nó cầu trời khấn Phật để cho chim sâu đó, nó bớt bệnh để nuôi cuộc đời của nó. Ủa cho nghe mày nói là Lâm Tứ là nó yêu chim sâu dữ dằn lắm mà bây giờ thành trăm đó. Lâm Tứ yêu chim sâu thì bây giờ nó thật sự phải là cái vấn đề là chim sâu bớt bệnh hay không bớt bệnh, cái chuyện đó tính sau, nhưng trách nhiệm thằng Lâm Tứ phải lo cuộc đời của chim sâu chứ. Mà tôi thấy là nó thật sự Lâm Tứ chưa lo được gì cho chim sâu, nhưng thấy chim sâu lo cho Lâm Tứ rất nhiều, tiền bạc thì Lâm Tứ anh phủ phê.
chính những lo cho Lâm Tứ mà lo cá cái như là mẹ cha của Lâm Tứ và đứa con của Lâm Tứ. Ngoài ra những cái nhân vật anh theo như là anh chị nuôi với lão Khả thì cũng không thoát được. Một mình chim sâu mà nó gầm, tôi nói quý bà con, cái chim sâu là nó thật sự cái mình nó chứ con nhái đó. Mà cái như là ai cũng bu vô chim sâu thì làm sao chim sâu mà trụ nấu quá vậy hả? Chim sâu là căng lên là nó thật sự là chưa được 35 kg, mà bây giờ là bà con cái tính giùm tôi đi, cỡ con Út Hà là một tạ cá dư, rồi thêm cái như là Út Gà nữa thì cũng một tạ cá dư, thêm thằng Lâm Tứ và gia đình của nó thì toàn là tính ra cá là cái như là nặng ký hết trơn. Gặp anh chị nuôi cũng là chung là cũng nặng ký quá trời. Mà bây giờ bu theo một cái con mà 35 kg yếu, sống sao nào hả? Chim sâu sống sao nào mà nó lên không gian mạng nó rằng bây giờ cái như là em nói thật với anh đời thường, bây giờ em chỉ là thích một cái là em đi làm nghề của em là làm nghề từ thiện thôi. Chứ còn em là không phải là em lợi dụng ai, mà em cũng tránh thái sợ anh đời thường, mà em phải nói là tiền của em em được quyền em giúp cho anh đời thường tới địa phương của em đây, hỏi rằng cái như là biết Út Hà từ thiện không là người ta chỉ cho anh. Tôi thì nó thật sự tôi cũng cá tính. Bữa đấy là tôi cũng có một ông bạn, ông cũng ở cái khu vực gọi là cái Lâm Xuyên. Tôi thì địa chỉ Út Hà tôi cũng có rồi, địa chỉ Út Hà tôi cũng có ở đây rồi. Tôi mới bảo ông là bây giờ ông tới, bây giờ ông tới kể như là xem chỗ là cái địa chỉ này, hỏi giùm tôi, hỏi giùm tôi xem thử là có ai là biết mà Út Hà từ thiện không. Ông hỏi giùm tôi một chút, có nghĩa mình nói cái chi cũng có sách mất cái tiếng quá vậy. Bắt đầu là ông bạn tôi bắt đầu là ông mới tới, ông bạn tôi tới là ông tới chỗ thị trấn Chợ Mới, chợ An Giang, thị trấn Chợ Mới nè, Chợ Mới An Giang Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, đúng không Hà? Anh đọc địa chỉ đó có sai cái gì không? Anh tới là cái như là chỗ mà cái như là thành phố Long Xuyên, anh hỏi là anh đưa tấm hình là luôn. Ông đưa mình luôn mà ông bạn tôi chơi hơi bị sốc cái. Ông đi là nó thật sự cái chân ông không có què cái liệt trơn rồi, mà ông đi ông đem theo cái gậy thì to đó. Ông chấm gậy ông lết cho đấy, ông hỏi cho hỏi có biết chỗ chị Út Hà không? Nghe chị Út Hà làm từ thiện, tôi cái chân tôi nó đau quá rồi, cái như là tôi vô xin chị Út Hà đôi ba đồng để đi xe ôm về, chứ bây giờ nó cái như là không có thể đi bộ nấu rồi. Bắt đầu là tới đấy mà hỏi Út Hà có ai biết Út Hà là ai đâu. Tới hỏi người ta lắc đầu. Tới hỏi Út Hà là người ta chỉ biết lắc đầu ngày ngày thôi. Người ta đâu có biết đâu cái con này á, là nghe cái tiếng là đi nguyên góp tiền của người ta có. Cái còn nó tiền nhà nó bỏ ra cho cộng đồng mạng thì chưa. Nhưng có một cái này là người ta biết hết trơn. Bán bột chiên chuối là bán bột Trung Quốc mà bán giá trên trời. Cái giá thị trường người ta bán một ký bột đó là có 12.000 là bột Trung Quốc. Mà qua Út Hà nó quất cho là 45.000. Nó là bán bột 45.000 một ký tặng thêm cái công thức chế biến ông nậu ơi. Thánh thần thiên địa ơi. Vậy đó mà lúc nào cũng là cái miệng cũng Nam Mô. Nam Mô A Di Đà Phật, con là người tu. Con muốn là tạo công ăn việc làm cho bà con, chứ con bán ri không có lời có lỗ gì hết trơn hết trời. Giá thị trường bột Trung Quốc, bột chuối chiên, bột dùng cho chuối chiên, bột Trung Quốc 1 kg 12.000. Có chỗ nó bán gọi là bán số lượng nhiều thì 1 kg nó giảm còn 10.000. Nhưng qua Út Hà nó cũng lấy cái bột đó nó bán lại cho người ta với cái giá là 45.000 trên một ký. Nó bảo rằng nó cho em bây giờ bị gãy xương sống đầu cho nên là em không có ngồi lâu được, em chiên chuối chiên cho nên bây giờ em chỉ là chia lại cái bột cho bà con để cho bà con cả như là chiên chuối chiên ăn cho vui, mà nếu thương mại cũng tốt, giá của em đỡ rất rẻ hơn thị trường 1 kg 45.000.
mà giá thị trường cái bột Trung Quốc ký 12.000 quý vị, mà nó lên không gian mạng nó nổ bùm bốp như vậy đó, mà em bị là gãy cột sống, em mới được cái như là mới vừa phục hồi mà nó ngồi nó livestream là tôi xem cái thước phim đấy là quý bà con cả tiếng đồng hồ vậy đó. À, thâu thua đâu, lúc đấy là nó thật sự quý bà con, tôi đâu cột sống là người ta nằm, nó thật sự nằm đó, cái như là chỉ có nằm thôi chứ còn ngồi là cái như là cực kỳ khó. Mà Úc Hà nó cái nó đâu cột sống kiểu chi mà nó chạy xe như là ngựa phi đường trường. À, cứ cà rục cà tưng đó là Úc Hà nó chạy chạy là khớp khớp con ngựa ngựa ô đó quý vị. À, leo xe máy nó là cái đứa khớp con ngựa ngựa ô thôi, nó chạy tới đâu là Úc Hà theo tới đó thôi. Gãy cột sống một ngày đi 300 cây số cá dư thì thôi thua. À, tôi nó thật sự quý vị, tôi ngồi xe mà nó thật sự à, mà cái như là có người chở đi thôi đấy, mà nó thật sự nó mỏi cái lưng thấy mồ nậu luôn, ngồi phải là có cái ghế massage đó. À, chứ còn nếu mà ngồi không thì thao thua, ngồi không là chịu không nổi. À, mình không có bị gãy lưng hay không bị đau lưng chay, mà với cái đoạn đường như vậy là cái ghế phải có massage dưới nó là cái chế độ tự động. À, chứ còn nếu mà ngồi mà nó thật sự như cỡ Úc Hà mà chứ cỡ đó là thao thua rồi. À, chạy cỡ đó mà 300 cây số trên ngày là tôi thấy tôi bó tay ông địa rồi, vậy mà cũng đỡ cho con nó gãy cột sống đó. Chứ còn nếu nó không gãy cột sống thì một ngày nó chạy cả ngàn cây số tôi nói là dân tình là chết hết, thấy không? Chỗ nào thấy người bệnh tâm thần Úc Hà nó cũng lết vô, nó quay phim cũng nhận là mẹ nuôi con nuôi đó, rồi cuối cùng thấy toàn là con nuôi mẹ không, mẹ không nuôi con. Cứ thấy tiền Mạnh Thường Quân gửi gì là cái như là Úc Hà là mẹ tạm giữ tiền của con, rồi cuối cùng có ngày trả hay không? À, hay là khi mà cần trả tiền là như thằng anh nuôi nó cần trả tiền thì phải để xin lại ý kiến Mạnh Thường Quân, em tiêu cái việc gì, rồi người ta cho là mới rút đó. Bà con không tin là lên nghe cái clip mà vừa rồi nó lên livestream đi với chị bán là lúc mà cái xuống bệnh viện đó, cái clip mà nó xóa mà khi phát hiện nó cầm cái vũ khí nắm đó. À, bà con thấy nó ma mị không? Tiền của người ta mà nó cứ nghĩ là tiền của ông cô nội nó đỡ lại quý vị. Nó nói bây giờ đó mà cái như là muốn mà cái như là tiêu tiền đó, à, là phải xin Mạnh Thường Quân. Ủa người ta cho rồi mà xin gì nữa cha? Người ta chưa cho là mấy ông cũng đã xin rồi, đúng không? Mấy ông cũng lên là trà lết rồi người ta cho cái như là mấy ngàn đô rồi. À, bây giờ đó là tiền của chim sâu. À, còn tiêu việc gì đó là việc của chim sâu. À, Mackey bay ở đâu dơ lên rồi nhận làm mẹ nuôi rồi chị nuôi. À, rồi bây giờ là chiếm giữ tiền con người ta làm cái chuyện trò bay dơ vậy, camera nhà người ta bay cũng lết vô. Ủa hỏi thiệt nè, hồi giờ bay kể như là chắc là chuyên gia rồi đúng không? À, tôi nói là cái theo dõi camera nhà người ta đó. À, mà theo dõi trong gọi cái không gian riêng tư, à, cũng nó cũng là tương tự như là xâm nhập gia cư bất hợp pháp quý vị. Rồi nhiều lúc rồi Lâm Tứ giả sử nó cắt tiền, cắt vàng, cắt đồ ở đâu đó, rồi thấy rồi nhiều lúc Lâm Tứ rồi nó vắng nhà rồi cái như là biết chuyện gì xảy ra quý bà con, à, anh em trong nhà, anh em ruột trong nhà cái nó còn mâu thuẫn, còn xích mích từ lưa hạt me. Muốn chi là bây giờ nó thật sự mà cái như là người ngoài, à, tiền của người ta đi chiếm giữ nhà của người ta, gắn camera để theo dõi từ xa. Vậy đó quý vị, vậy đó mà có nhiều người vẫn thần tượng Úc Hà, thần tượng anh chị nuôi. Bây giờ mà đôn lên là toàn là Phật sống hết quý bà con. Từ lúc mà người ta gọi Úc Hà là Phật sống giữa đời thường đó, là ai chữ nó cũng là Nam Mô A Di Đà Phật cho nó ra đúng Phật sống quý bà con. Chứ còn ai chữ nó chữ ngược lại thì đâu còn ra là cái nét của Phật sống. Nó đang có một cái gọi là ma mị được cái ai chữ nó là Nam Mô A Di Đà Phật. À, bó tay ba chừng, mày làm tốt ai chữ, mày làm tốt ai nói tới mày. Tôi thấy có những cái trò gọi là bây giờ, nhất là thức phim đêm hôm mà nó đăng lên chỗ kênh của Minh Hùng đó, thức phim nó cũ rích rồi. Vậy đó mà vì vấn đề là cộng đồng mạng tấn công liên quan cái chuyện mà cái như là Minh Hùng bỏ nhà ra đi, à, liên quan cái chuyện là Lâm Tứ với chim sâu hiện bây giờ nó nằm nó phơi củ cải ở nhà,
à, chờ mạnh thì quân gửi tiền gì đỡ anh thôi à, giấy mà lên ma mị cho mày rồi à, có nhiều người nhảy comment trời ơi à, Long Tứ Dương Sâu bây giờ biết đi làm dữ ha à, thương hai em à, mà nó thật sự nó đâu có biết đâu, mà con chim sâu đâu biết đâu, chim sâu đâu có biết là cái con mẹ nuôi mà nó thật sự nó cực kỳ khốn nạn, nó đem cái thức chim cũ lên để cho cộng đồng mạng là cái xuyết xoa một cách là cái vô tội vạ đâu à, vậy đó quý vị, mà mình lên nói là cũng có nhiều người họ cũng ngứa cái miệng lắm họ chữ à, mà không nói là nó thật sự mình cũng ngứa cái miệng à, kỳ cục kẹo ha, ở xã hội cấp pháp luật mà ở sao mà bây giờ nó làm một trong những cái lố lên quý vị, tranh thủ thời gian mà cơ quan chức năng người ta chưa vào cuộc chờ mẹ chim sâu mà để thằng Long cái nó thằng con của chị bán đó cái để nó xuất viện đó, tranh thủ cũng chứ nó tự lừa chứ mất gì để cho nó. Nó làm bậy mà nó làm tào lao mà lên lật mặt ra để cho cộng đồng mạng họ biết họ tránh ra chứ à, bó tay bó chân à, giờ cái giai đoạn còn lên ma mị nó thua à. Thưa quý vị, buổi trò chuyện hôm nay tới đây thì Đời Thường TV cũng xin phép tất cả các bà con hãy cho tôi kết thúc tại đây. Một lần nữa kính chúc tất cả các bà con có lời chúc sức khỏe và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bà con vui lòng cho Đời Thường TV xin một lượt like nha quý vị. Bà con nào chưa đăng ký kênh, vui lòng đăng ký để nhận những cuộc trò chuyện mới nhất từ kênh Đời Thường. Xin cảm ơn tất cả các bà con rất nhiều. Bye bye tất cả các bà con.